Vậy các bạn, tôi nghĩ bây giờ thay vì chúng ta đi ngủ thì chúng ta nghe hết cái video này rồi chúng ta hãy ngủ ngon được không? Câu chuyện về thầy Minh Đạo. Vào năm thầy Minh Đạo 19 tuổi, thầy đã mang theo 30 chú tiểu đi lang thang vì chùa bị thu hai lần liên tiếp. Tôi chưa hình dung được cái câu chuyện mà một thanh niên 19 tuổi ôm 30 chú tiểu đi ngoài đường lang thang làm sao sống nổi. Và qua cái câu chuyện này tôi mới biết là thầy bằng tuổi thầy Pháp Hòa, hai người bằng luôn. Câu chuyện thứ hai là các bạn thấy cái cây mặt xanh tôi đánh không, 2.000 mét vuông đất cuối đời tuổi 50 của thầy, thầy muốn để lại hưởng tuổi già. Thì các bạn cứ hiểu đơn giản thôi, tuổi già mà ai cũng, tôi cũng muốn vậy. Có một miếng đất rộng rộng tí, xây căn nhà cấp 4 vô ra quét lá, không? Có chỗ đậu xe, con cái về chơi, trồng ở quýt ít cây ăn trái, dụ cháu chắc nó về nó chơi cuối tuần. Cái chuyện đó là cái chuyện tầm thường luôn, ai cũng muốn luôn, không phải một chuyện lạ gì hết. Mà bây giờ 60 mấy đứa nhỏ nó đói, thầy đặt lên bàn cân, thầy bán luôn 2.000 mét vuông đất đó, mua đồ ăn cho tụi nó ăn. Bán rồi, ngay cái cây đánh màu xanh lá cây á, bán rồi 2.000. Ở cái hành động này thì các bạn nhìn vô cũng thấy người ta chấp nhận rồi. Tự đầu tự đó, miễn nuôi được các con chừng nào thì nuôi. Và câu chuyện thứ ba, nếu mà bây giờ các bạn có duyên, các bạn đi tới chùa đi, các bạn thấy mấy đứa nhỏ nó cực kỳ lễ phép, chưa đứa nào, chưa gọi là chưa có khách nào tới gọi là chê nó luôn á. Nó báo hiếu thầy của nó bằng cách đó các bạn. Thầy có ơn, trò có hiếu, vậy muốn gì nữa các bạn. Quá tuyệt vời.